mét nữ. Các vận động viên đã vào vị trí xuất phát. Nội dung này với những cái tên rất chú ý như Nguyễn Thị Huyền của Nam Định và Nguyễn Thị Hằng của Hà Nội. Chúng ta hãy xem màn so kè của hai vận động viên này. Bắt đầu. Nhảy sang nam trung đất đường có các vận động viên. Số đeo 73 Trần Văn Thập Cà Mau. Số đeo 02 Phan Văn Nghĩa An Giang. Số 89 Điền Văn Thắng Công an Nhân dân. Số đeo 369 Hồ Quyền đã bứt lên rồi. Quân đội. Số đeo 434 Phạm Thanh Trung Thành phố Hồ Chí Minh. Số đeo 32 Đinh Tấn Kha Bến Tre. Số đeo 281 Phạm Văn Long Nam Định. Số đeo 76 Hàng đang bám đuổi theo. Số đeo 99 không có đối thủ ở nội dung này. Cô đã về nhất. Theo là hai vận động viên của Hà Nội. Đây là kết quả của 400m nữ. Nguyễn Thị Huyền Nam Định về nhất với 53:37. Tiếp theo là Nguyễn Thị Hằng, tổ chức mời ba vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, Đình Sơn, Nhật Hoàng và Tùng Lâm trở về khu vực trao huy chương. Đích cao ở nội dung lễ trao huy chương 400m nữ. Xin mời các vận động viên lên bục nhận huy chương. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc trung tâm thể thao quốc gia Hà Nội lên trao huy chương cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời ông. Huy chương đồng, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, đơn vị Hà Tĩnh. Huy chương bạc, vận động viên Nguyễn Thị Hằng, đơn vị Hà Nội. Huy chương vàng, vận động viên Nguyễn Thị Huyền, đơn vị Nam Định.